Xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Thì cửa hàng bên em lại về thêm một dòng xe 7 chỗ nha anh chị. Đây, đó, mẫu Toyota Innova phiên bản 2.0G, sản xuất năm 2018, một đời chủ đập thùng và đi chỉ mới 39.000 km thôi anh chị. Và đặc biệt nữa là xe này mâm và vỏ zin theo xe là bốn cái đều vẫn còn zin theo xe nha, chưa hạ nha anh chị. Và bánh xe cua là vẫn chưa hạ nha anh chị đấy. Xe có tông màu là màu đồng bánh kim nha. Đó, xe có biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha anh chị. Đây, Innova 2.0G nha. Đó, xe phải nói là rộng nhất phân khúc MPV nha anh chị, 7 chỗ nha. Đây, 39.000 km zin. Đó, anh chị thấy chưa? Đó, anh chị nhìn qua cái phần vô lăng nè, vô lăng của xe nè. Đó, nhìn cái chất xe phải nói là cực kỳ keng, cực kỳ cọp luôn nha anh chị. Đó, bên em là bao với anh chị là xe này chuẩn km nha, không tua đồng hồ nha anh chị, full lịch sử hãng. Đó, anh chị nhìn nè, xe rất là đẹp nha, từ trong ra ngoài nha anh chị cái này. Đó, đây rồi, em và anh chị mình cùng đi chi tiết qua con xe nha. Đây, đây là cái cụm đèn, thì so với 2018 thì vẫn trang bị là đèn halogen hết nha anh chị, nhưng mà đây vẫn là cụm đèn zin của xe nha. Đó, các chi tiết xe là phải có còn rất là liền lạc luôn nha. Một chiếc xe gọi là quốc dân, không gì để hư, không gì phải sửa. Đó, đi phải nói là máy móc cực kỳ bền luôn nha anh chị, khá gọi là rất là được ưa chuộng của người dân Việt Nam ha. Đó, đây anh chị nhìn nè, từng thứ tư 2018 nha, bốn vỏ luôn, zin vẫn còn, và đặc biệt là còn rất là dày luôn nha anh chị. Đây, nhìn cái tay em nè. Đó, mình đi khoảng thêm 40.000 nữa thì thai là vẫn ok nha anh chị này. Đây, hệ thống phuộc nè, phuộc gầm nè, còn rất là mới. Đó, phần bên trong nè, bên trong khách cũng đã lên là lót sàn Sili cho mình luôn rồi nha anh chị. Đã ta may được cái bộ ghế da nè. Đó, còn không, ghế còn cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Phần trần là cũng còn rất là sạch sẽ luôn nha. Đó, xe này thì chủ là giữ zin theo xe hết toàn bộ. Các mặt dưỡng nè, mạ gỗ nè, cái hộp lạnh nè. Đó, cái cần số nè anh chị không? Thấy nó vẫn còn gân nha anh chị, không bị mòn nha. Đúng chất là 39.000 km luôn nha. Đây, đó, keo chỉ cửa là nguyên zin hết nha anh chị. Đó, bên em xe này bên em cam kết với anh chị cái hàng nha, không tai nạn đâm đụng ngập nước thủy kích gì luôn nha anh chị, không lỗi nha. Đó, và khuyến khích anh chị mình nhờ bên thứ ba giám định test nha anh chị thế. Đây, từng con ốc luôn nha. Đó, cái phần cốp nha, xe có biển số thành phố nha anh chị. Nè chị nhìn nè, đó, ốc lắp carbon phía sau nha. Đó, đây chưa có dấu hiệu là tháo mở nha anh chị, keo chỉ cửa vẫn còn là nguyên zin hết nha. Đó, nhìn không? Đó, đây hàng ghế sau cực kỳ rộng rãi nha anh chị. Đây là mẫu xe MPV rộng rãi nhất trong phân khúc nha anh chị. À, rồi mình cùng đây, đây cái nút nè, tay nắm mạ chrome nè, còn rất là đẹp ha. Đó, có chi tiết ốc nè, ốc cửa nè, anh chị nhìn qua nè, đó thấy chưa, còn nguyên zin hết luôn nha anh chị thấy. Đó, rồi em mời anh chị mình cùng đi vào khoang động cơ của xe nha. Đây, đó, động cơ nguyên bản nguyên zin nha anh chị, do là xe này bên em mới lấy về nên ngồi cũng chưa gọi là vệ sinh gì nhiều nha anh chị. Đó, bốn nắp xe còn cực kỳ đẹp. Thì hiện tại xe này đang có giá bán tại cửa hàng là 625 triệu nha anh chị khách hàng. 625 triệu Innova 2.0G 2018 đi 39.000 km zin nha. Đó, xem anh chị khách hàng nào mình quan tâm lên xem xe trực tiếp thì gọi cho em nha, 0901 426 942, và đến tại 4041 Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Rồi, xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng.